Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hai loại vú sữa nha. Thứ nhất là cây vú sữa Mica nha bà con. Vú sữa Mica thì quý bà con chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu ra trái bối nha. Bên trung tâm cây giống cũng đi rất là nhiều vườn để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta cùng rất là nhiều rồi. Trọng lượng của trái vú sữa Mica thì nó dao động thì từ 300 g đến 500 g. Thậm chí quý bà con chúng ta chăm sóc tốt thì có thể là to hơn. Ở trong ruột khi nó chín thì nó sẽ không có mủ. Ăn thật sự rất là ngon nha bà con. Ở trong ruột nó trắng trắng của nó thì nó sẽ giòn, còn ở ngoài cái gần cái vỏ thì nó sẽ màu tím tím ha. Thì ngày hôm nay bên trung tâm cây giống có xuất hàng đi về tuyến Đồng Nai nè, thì Ly cũng muốn cập nhật cho cô chú anh chị là chúng ta thích trồng vú sữa Mica thì chúng ta cũng có thể trồng được ha. Bạn này kháng được sâu bệnh rất là cao nha. Trồng được nhiều vùng đất và nhiều vùng miền chúng ta cũng có thể là trồng được luôn. Vú sữa thì nó khá là dễ trồng. Đây, cây vú sữa Mica, thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây ghép đi hết bà con. Đây, cái mắt trắng trắng này là cái mắt ghép của cây đây. Quý bà con chúng ta về không có cần tháo. Chúng ta không có cần tháo cái dây này ra nha. Đó, chúng ta không có cần tháo cái dây này ra. Chúng ta để luôn. Tại vì cái dây này là cái dây tự quỷ, bên trung tâm cây giống sẽ làm là cái cây tự quỷ ha. Chiều cao của cây thì nó cao khoảng là từ 40cm đến 60cm. Quý bà con chúng ta ướn cái tay vào tầm khoảng là 2 gang tay đến 3 gang tay ha. Cây được nuôi dưỡng lại. Quý bà con chúng ta nhìn là cái bầu lên nè. Quý bà con chúng ta thấy rễ không? Rễ nó búng búng ra ngoài luôn. Thì cây rất là khỏe mạnh rồi. Quý bà con chúng ta về trồng thì về đặt xuống cây nó sẽ hết luôn nha. Còn cái gốc đây ha bà con, nó sẽ to hơn cái ngón tay út một tí xíu đây. Hàng đi thì có bấm tem của trung tâm cây giống vào. Trong cái tem này thì nó có cái mã QR đây ha. Đó, mã QR đây. Rồi, tới cái loại thứ hai. Loại thứ hai là cây vú sữa lò rèn. Sữa lò rèn thì khá là lâu rồi nha bà con. Thì Ly cũng không có chia sẻ nhiều. Bạn này thì khá là nổi tiếng ở tại vùng đất Tiền Giang, ở Vĩnh Kim nha. Ăn thì cũng rất là ngon. Tuy nhiên vú sữa lò rèn thì cái thịt nó sẽ bở hơn, nước nó sẽ nhiều hơn nha. Vú sữa Mica thì chúng ta xẻ ra thì nó không có nước, nó không có sữa nhiều, giống như vú sữa lò rèn đâu nha. Nếu anh chị chúng ta muốn ăn mềm nè, nước nhiều thì chúng ta ăn vú sữa lò rèn. Còn cái cách nhận dạng vú sữa lò rèn thì cái lá nó nhọn này đây ha bà con, cái lá nó nhọn này, cái đuôi nó nhọn này, nó không có nhăn cái dặn chính giữa này, hai cái ghìa lá này nó tương xứng với nhau. Còn vú sữa mica thì cái lá nó sẽ bầu và cái hình thức lá nó sẽ dúng hơn rất là nhiều, và cái đuôi nó không có nhọn nhiều giống như vậy ha. Đó, cái lá này thì nó dài hơn, quý bà con chúng ta nhìn kỹ nè, lá dài hơn và ở trong cái thân lá này nó không có dùng lại. Đó, lá nó nhỏ ha, cũng rất là dễ nhận dạng ra nha. Nếu như cô chú anh chị quan sát kỹ tí xíu thì chúng ta sẽ nhìn ra hoàn toàn khác nhau. Để Ly em mượn cây lò rèn nha, vô đây em quay. Đây, quay lại cho quý bà con chúng ta xem đây, gần đây. Lò rèn, lá thon dài đây, đít nhọn nè, lá thon dài, cái đuôi lá nó nhọn. Còn vú sữa mica đây, quý bà con chúng ta nhìn thấy không, nó bầu và cái gân lá này nè nó rất là dùng lại ha bà con, nó rất là dùng đây, nó có hình thức bầu. Còn này nó nhọn nè, hai cái lá đẩy gần lại, nó khác nhau hoàn toàn. Mỗi một loại vú sữa thì nó sẽ khác nhau về cái mặt gân lá ha bà con, về cái hình thức cái lá. Thể loại cũng là cây ghép luôn, cây được nuôi trong chậu. Vú sữa lò rèn thì chúng ta trồng thì nó sẽ chậm ra trái hơn nha. Chúng ta trồng tầm khoảng là từ 24 tháng đến 30 tháng thì mới bắt đầu ra trái bối. Tuy nhiên chỉ ra trái bối thôi nha bà con. Chúng ta kinh doanh được thì nó phải là từ 5 năm đổ lên trên cái cây vú sữa lò rèn của chúng ta mới có năng suất cao được nha. Cái da của nó thì nó sẽ màu xanh, khi nó chín thì nó sẽ ửng hơi bóng lên một tí xíu thôi. Ở trong ruột thì ăn nó cũng khá là ngọt ha. Nước nhiều, sữa nhiều nha bà con. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hai loại vú sữa nha. Thứ nhất là vú sữa Mica, còn cái thứ hai là vú sữa lò rèn ha bà con. Đang được chủ đầu tư chọn để trồng cho khu vườn của mình nè. Ít rượu à, hỏi. Giờ đưa quả còn lửa vô đè luôn hay gì hay là...